Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Hành tinh khỉ phần cuối, Đại chiến hành tinh khỉ. Những người này đang tham gia trò chơi con mực thì ngó thấy một chú khỉ. Bọn họ định xách súng làm thịt em nó, nhưng một trận tuyết lỡ đã ùn ùn kéo tới. Giờ thì mạnh ai nấy chạy mà tìm đường sống thôi. Chú khỉ đã trèo lên cây và thoát khỏi bão tuyết, còn những người chơi bên dưới đều đã game over hết cả đám. Mà chú khỉ chiến thắng chính là vua khỉ Caesar. Vậy tại sao vua khỉ Caesar lại có mặt ở đây? Mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé! 5 năm sau trận chiến chạm trán với loài người ở phần phim trước, lúc này Caesar đang dẫn thần dân cố thủ trong rừng sâu. Trước sự truy kích của con người, lúc này một đám lính đang lùng sục khắp khu rừng để tìm tung tích loài khỉ, quyết tâm tiêu diệt tận gốc loài khỉ. Trong nhiệm vụ đó, kỳ khôi thay, họ được một con khỉ tên Red giúp sức, tuy nhiên cậu chàng lại bị người ta đặt biệt danh là con lừa. Nhờ vậy con người đã tiếp cận được căn cứ loài khỉ, đội trưởng bắt đầu ra lệnh bắn tỉa giết chết con cầm súng. Cuộc đột kích bất ngờ khiến loài khỉ thiệt hại nặng nề, không kịp trở tay. Quân lính con người cứ thế được đà say máu bắn tới tấp tàn sát loài khỉ. Không biết căn cứ này đã chết biết bao nhiêu con. Kẻ phản bội nhìn đồng loài mình bị giết mà không chút thương xót. Một con khỉ đã trở về gọi cứu viện. Lập tức tiểu đoàn khỉ vội vàng kéo 500 anh em đến cứu nguy. Binh đoàn khỉ ném cỏ khô thay cho lựu đạn khói, rồi bắt đầu ra sức đánh trả lại quân đội loài người. Ngay sau đó là cơn mưa tên ập đến hạ sát chết rất nhiều người. Quân đội bị áp chế chết ngã gạ. Họ muốn rút quân nhưng không còn kịp nữa rồi. Chỉ còn duy nhất vài anh lính sống sót. Cuộc đột kích để lại quá nhiều thương vong cho cả hai bên. Sau cuộc chiến lúc này vua khỉ Caesar tiến đến, nhìn thần dân thật sự anh quá đau lòng. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Họ cũng bắt được 4 người và một con khỉ phản bội. Hóa ra có nhiều con khỉ phản bội là nó muốn trả thù cho con khỉ Koba, nên mới phục vụ cho đại tá giết Caesar để trả thù. Caesar rất hận con người khi đã tấn công sát hại đồng loại anh, nhưng nếu giết họ thì cuộc chiến này vẫn sẽ không ngừng lại. Cho nên Caesar không giết những người lính này mà thả đi, kèm theo tối hậu thư là loài khỉ chỉ muốn chung sống trong hòa bình. Cơ mà đúng lúc đó Red lại trốn thoát khỏi sự trấn áp của khỉ trắng Winter. Cái thằng đó đập bể đầu em rồi bỏ trốn đại ca ơi. Caesar cho rút quân sâu vào trong rừng để tránh cuộc chiến đẫm máu với con người. Họ thả trôi xác những chú khỉ đã hy sinh theo dòng nước. Khi trận chiến kết thúc cũng là lúc Mắt Xanh trở về với gia đình, về với cô bạn gái Lách. Bố cậu cũng chạm mặt vợ và cậu con trai nhỏ Cornelius. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bộ tham mưu loài khỉ phải nhanh chóng vào cuộc để chuyển cả vương quốc khỏi khu rừng nguy hiểm đến một miền đất hứa. Nhưng họ phải băng qua một sa mạc xa xôi, tránh xa họng súng của con người. Ngay đêm đó, khi cả vương quốc còn đang say sưa trong giấc ngủ, những tên lính đặc nhiệm của đại tá McConnell đã rình rập để phản công. Đương nhiên là những tay lính cùi bắp này không toàn mạng khi đặt chân đến đây. Trong lúc đánh hạ được một gã đàn em của McConnell, anh nhận ra hắn cũng có mặt và đang nhắm đến hang động của anh. Caesar biết có điểm chẳng lành liền vội quay về căn cứ. Tiếc rằng cái giá của sự lơ là không rẻ chút nào. Khi vợ và con cả của anh đều đã bị gã đại tá sát hại. Cũng may là anh kịp thời trốn đi, trước khi một cơn mưa đạn vào người, cơ nở tranh thủ bám vào dây đu lên trực thăng trốn thoát. Lòng hận thù dâng cao vút ngàn, Caesar cầm hận lấy hết sức bám dây đuổi theo, bằng mọi cách muốn giết chết tên đại tá. Nhưng hắn khôn hơn khi cắt luôn dây, khiến Caesar rơi xuống thác nước. Sau khi trở về căn cứ, Caesar ra lệnh cho thuộc hạ tìm cậu con trai nhỏ Cornelius trong tuyệt vọng, nhưng thật may mắn là cậu bé vẫn ổn. Sáng hôm sau, trong khi cả đàn chuẩn bị hành trình đến vùng đất hứa, khỉ chúa Caesar giao cậu con trai nhỏ cho cô khỉ Lách, bạn tâm giao của con trai cả. Sau đó anh căn dặn mau rít rằng mình sẽ tìm gã đại tá trả mối thù này. Anh bỏ lại thần dân phía sau đi tìm vùng đất hứa, vượt qua hoang mạc mà không có nhà vua. Caesar một mình một ngựa đơn thân độc mã đi ám sát gã thủ ác đêm nọ. Nhưng rằng không, Caesar không xuất kích một mình, anh nhận được sự hậu thuẫn từ quân sư mau rít, khỉ siêu việt Dóc Két và kể cả tinh tinh Luca vạm vỡ. Ban đầu Caesar nhất quyết lên đường một mình, nhưng chẳng thể cản được hào khí vùng vụt từ đám cận vệ thân tín. Trên đường đi cả nhóm đến một ngôi nhà bỏ hoang, dòng đời xô đẩy một anh lính đào ngũ lại gặp bộ tứ siêu đẳng. Khi tay này vừa kịp rút súng, thì Caesar đã kịp bón cho hắn no kẹo đồng từ một gốc khuất nào đó. Quá đỉnh luôn đại ca ơi, mấy thằng này đúng là còn non và xanh so với trình của anh mà. Lần sau đại ca để em ra tay làm anh hùng nhé, lêu lêu. Vào trong nhà họ bắt gặp một em bé bị câm. Bớt nóng đại ca ơi, ừ hen để tao ra chặt nước rượu uống cho mát cái đã. Chứ nóng kiểu này nổi mụn nữa cho mà xem. Chú đời ơi tặng cô bé một con búp bê nhỏ. Nếu bỏ mặc cô bé ở đây thì cô bé sẽ chết. Thế là bất đắc dĩ nhóm sát thủ lại có thêm một thành viên. Rất nhanh Caesar cũng đã đến được nơi quân lính đóng trại. Họ phát hiện một kẻ phản bội cũng đang ở đây.
Má thằng chó Winter kìa, à nhầm thằng khỉ mới đúng chứ. Hello Kitty em trai, có nhớ mấy anh không nè? Ngay lập tức cả nhóm mới lao vào khống chế. Hắn mới khai ra rằng đại tá Kerner đã dẫn phần lớn quân lính đi bắt loài khỉ. Đúng lúc này có một tên lính đứng gần ngoài cửa. Bốn chú khỉ vội vàng bịt miệng tên phản bội để tránh hắn lại hét lên. Nhưng không ngờ ra tay quá mạnh khiến hắn tắt thở. Ủa nó ngủ hay sao mà ngon dữ vậy mấy đứa? Trời ơi nó chết rồi đại ca ơi. Tiếc là chưa kịp hỏi thêm thông tin nào về gã đại tá. Đêm hôm đó, Xê ra đối mặt với kẻ thù cũ cô ba trong cơn ác mộng. Hắn hiện lên với bộ mặt đầy tương ớt tương cà và nói một câu khỉ không bao giờ giết hại đồng loại. Quả nhiên sáng hôm sau chúng cũng rời đi. Bốn người cứ như vậy theo chân quân lính đến một vùng băng tuyết. Chặng đường của biệt đội khỉ gian nan hơn rất nhiều khi họ phải vượt qua một ngọn núi tuyết. Tại đây nhóm khỉ phát hiện ra ba cái xác bị vùi lấp trong tuyết. Cả ba đều là chiến binh loài người, nhưng một kẻ trong đây vẫn còn thoi thóp chưa chết hẳn. Nhưng người này cũng chẳng thể nói được nữa vì nhiễm cúm khỉ quá nặng. Biết anh ta không thể sống nổi bởi vết thương kia, nên Xê ra giải thoát cho anh bằng phát súng ân huệ. Trong khi nhóm khỉ đang quan sát toàn khu vực, thì một sinh vật nhỏ con mặt áo khoác đã hôi mất khẩu súng trường và con ngựa chạy mất tiêu. Lập tức đám người Xê ra phóng ngựa đuổi theo tên ăn trộm. Rất lâu sau họ cũng đuổi kịp hắn đến một căn nhà. Xê ra cùng đàn em trang bị ngập răng và hỏi thăm sức khỏe em nó. Con vật kia biết mình yếu thế lập tức đầu hàng. Hóa ra kẻ kia lại là đồng loại, một chú khỉ biết nói giống Xê ra, nhưng trụi lông. Tự xưng mình là khỉ hư, sau khi nhường cho cô bé chiếc áo ấm, khỉ hư mới chia sẻ những câu chuyện về quá khứ. Trước đây khỉ hư đã từng ở trong một sở thú, nhưng sau này con người tàn sát loài khỉ, cậu đã may mắn trốn thoát và trú ngụ tại đây. Cũng trùng hợp sau chú khỉ này lại biết địa điểm của khu cách ly, đó chính là nơi đại tá Kerner sinh sống. Khỉ hư nghe Xê ra nói đi tìm gã đại tá thanh toán, liền muốn co giò chạy trốn rồi, nhưng Xê ra nói anh muốn trả thù cho vợ con mình. Khỉ hư liền thay đổi ý định đồng ý giúp đỡ, vì con của anh cũng đã bị con người giết hại. Sáng hôm sau trước khi rời đi, Luca tỏ ra gần gũi với Nova bằng cách cài một đóa hoa lên tóc cô bé. Còn chú khỉ tốt bụng lên bộ đồ màu không chút nổi luôn á, vì sợ người ta không nhìn thấy mình. Sau đó bốn thầy trò đường tăng tiếp tục lên đường thỉnh kinh, cuối cùng họ cũng phát hiện ra doanh trại của tên đại tá. Nhưng bất ngờ họ bị hai tên lính tuần tra tấn công, trong cuộc giao tranh không ai chú tinh tinh to nhất bị mũi lê đâm vào bụng. Ngay trước khi ra đi, Luca bày tỏ lòng trung thành với Cesar. Hành động cao cả này khiến một con người như Nova phải rơi nước mắt. Cô bé chỉ kịp cài hoa lên mái tóc trước khi chú từ giã cõi đời. Thấy Luca đã hy sinh nên hai chú khỉ khuyên Cesar nên dừng lại. Nhưng lòng hận thù đã che mờ lý trí Cesar. Về phần Cesar, anh khẳng định đây là lý do anh muốn đơn độc xuất kích. Thấy vậy mau rít nhẹ nhàng trải lòng, rằng anh thấy Cesar đang ngày một giống cô ba. Nhưng, tay thủ lĩnh có quan tâm gì đâu, đứng dậy và tiến vào cứ địa kẻ địch một mình. Song khỉ đầu đàn chưa kịp trả mối thù sâu nặng, anh đã chết điếng khi thấy hai chú khỉ khác phơi xác giữa bầu trời đầy tuyết. Một chú khỉ hồn hển nói với Xê ra rằng, cả đoàn đã bị loài người bắt giữ khi đang di cư, và bây giờ tất cả đang lao động khổ sai. Xê ra chỉ kịp nghe đến vậy, kẻ phản bội Red từ đâu bay ra giã một phát báng súng thấu óc, khi tỉnh lại đã nằm trong vòng tay của tên đại tá, mà chính kẻ phản bội đang cầm dây xích giữ anh. Hóa ra tên đại tá này có lòng căm thù với loài khỉ, hắn lại nham hiểm đến mức hành hạ đến chết chứ không giết ngay. Xê ra chọc tức điên tên đại tá. Ê thằng chọc có ngon thả tao ra chơi tay đôi nè. Đại tá kiểu trời nhìn mặt anh xem đẹp trai chứ không có ngu. Đúng là chỉ có con người mới nghĩ ra những trò bỉ ỏi. Sau đó bọn chúng đem anh áp giải cho các thần dân của anh thấy. Rồi đại tá sai thằng đệ nhốt anh vào chuồng. Vua khỉ đau đớn nhìn cậu con trai nhỏ Cornelius đòi bố thảm thiết. Cứ mỗi buổi sáng đám quân đội tập họp, rồi kéo lũ khỉ ra ngoài đánh đập một hồi. Nhiệt tình nhất là chú khỉ kẻ phản bội Red. Sau đó lần lượt những chú khỉ lớn bị bắt ra ngoài lao động khổ sai. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó. Nhưng không, mọi chuyện còn tồi tệ khiến nhiều người nghe cũng phẫn nộ. Đám khỉ lao động nặng nhọc mà không được cho ăn uống. Điều này khiến một số con suy kiệt sức lực ngã ngụy xuống đất. Ngay lập tức hai con khỉ phản bội được nhận lệnh đánh đập anh ta trước mặt đàn khỉ. Quá uất hận trước cảnh này, Xê ra hét lên dừng tay lại. Cả đàn khỉ thấy vậy cũng giơ tay đòi được ăn rồi mới làm tiếp. Để rồi chàng khỉ đã bị thế ngay vào chỗ đó. Dù bị đòn roi liên tiếp, nhưng Xê ra không rên lên một tiếng. Vua khỉ trừng trừng nhìn Mắc Cơ Nở với ánh mắt rực lửa căm hờn. Nhưng gã này cũng chả quan tâm, chỉ buộc Xê ra kêu gọi loài khỉ tiếp tục lao động. Chàng thủ lĩnh một mực từ chối, trừ khi giống loài của anh được tiếp tế lương thực. Bất lực trước sự khẳng khái của Xê ra, Mắc Cơ Nở nổ súng toát đầu con khỉ ngay bên cạnh. Tên này còn định bắn hạ luôn kẻ dẫn đầu loài khỉ. Ngay trước khi hắn bóp cò, lách cùng thần dân Hoa Hỏa Sơn bê đá lên, tiếp tục lao động để bảo vệ người thủ lĩnh của họ. Lũ khỉ kiệt sức nhưng vì cứu Xê ra nên đành cố làm. Đánh xong rồi chúng trói Xê ra lên dây, ba chú khỉ bên ngoài chứng kiến tất cả, bắt đầu lên kế hoạch giải cứu. Đêm đó Red cùng một người khác áp giải Xê ra đến gặp Mark Kerner. Tại đây,
Caesar vẫn nhất mực yêu cầu đại tá đối xử đúng mực với loài khỉ, ngoài ra còn nói thẳng tên này không có tình thương. Kerner phản pháo rằng anh cũng đâu có tình thương về hắn. Chàng khỉ đã trả lời rằng mình đã tha mạng cho cấp dưới của hắn. Caesar rất thông minh bắt thớt được tên đại tá, vạch mặt hắn ta xây tường vì sợ quân đội loài người. Rất rõ ràng ngươi vốn là kẻ phản bội ở trong quân đội. Choáng ngộp trước sự thông tuệ của Caesar, Mark Kerner kể cho anh câu chuyện của hắn về cậu con trai mắc chứng cúm khỉ. Căn bệnh này khiến người ta mắc đi giọng nói và trở thành những sinh vật nguyên thủy. Mark Kerner đã bắn chết con trai và mọi người lính có chứng cúm ấy, cho nên mới quyết tâm tận diệt loài khỉ đến cùng và giết hết tất cả người lính nòa ra tay cản hắn. Thậm chí là một ngôi làng đã bị hắn lôi ra chặt đầu. Lòng nhân từ hoàn toàn không có trong từ điển của tên đại tá. Tên này khẳng định hắn không muốn giết vợ và con của Caesar, nhưng nếu chú khỉ đó sau này làm vua của vương quốc khỉ, thì hắn chưa bao giờ hối hận khi đã hành động đúng như vậy. Caesar tức điên muốn liều mạng với tay đại tá. Sau cuộc đối thoại này, cuối cùng loài khỉ cũng được cho ăn uống, chỉ riêng Caesar bị bỏ đói và treo trên giá gỗ. Nhưng con khỉ phản bội căm ghét Caesar chỉ dội cho một gáo nước. Cô ba một lần nữa hiện về trong ảo mộng của anh, cám dỗ anh đi theo con đường của hắn. Trong khi đó ở bên ngoài, biệt đội khỉ còn tự do theo dõi diễn biến trong trại tập trung. Nhóm khỉ đã phát hiện ra một lối đi bí mật, mà lối đi này xông thẳng vào giữa sân tập trung. Buổi tối hôm đó, cô bé đi thẳng đến chỗ Caesar bị giam, thấy Caesar kiệt sức sắp chết. Cô bé mới truyền tay anh con búp bê vải mà Mauzit tặng cho cô lúc trước. Caesar tỉnh lại nhìn thấy cô bé và ra hiệu mình đang rất khát và đói. Cô bé kịp thời cho Caesar uống nước và đem thức ăn lại cho vua khỉ Caesar. Đàn khỉ khích lệ anh và bày tỏ thái độ trung thành, vì họ tin tưởng Caesar sẽ cứu được bọn họ ra ngoài. Đúng lúc này có một đoàn lính đi tới, chú khỉ tốt bụng sợ cô bé bị phát hiện nên ra mặt đánh lạc hướng. Cũng vì thế mà chú khỉ này bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, và cũng phải bị nhốt chung cùng với đàn khỉ. Và nhờ vậy Caesar mới biết được chúng sắp có cơ hội trốn thoát rồi. Sáng hôm sau đại tá lại thăm lồng của Caesar, xem anh đã về gặp ông bà hay chưa. Nhưng không ngờ vua khỉ lại có sức sống phi thường. Hắn còn phát hiện ra con búp bê vải mà Nova đã tặng cho anh. Loài khỉ lại bị bắt đi xây tường rào cho hắn. Caesar nhân cơ hội này ra ám hiệu cho nhóm bên ngoài, bởi khi xây xong bức tường nhìn tên đại tá sẽ giết hết loài khỉ ngay. Lập tức đêm hôm đó cả nhóm hành động. Red dẫn vua khỉ Caesar về lòng giam. Caesar hỏi Red liệu khi đàn khỉ bị lão giết hết, đại tá có cần anh nữa hay không. Chính câu nói này đã đánh thức một phần bên trong của Red. Nhóm khỉ bên ngoài vẫn không ngừng đào bới để tìm đường thoát thân cho cả đàn. Cuối cùng số phận cũng mỉm cười với bọn họ. Khỉ hư đã đào được một lỗ dò lên mặt đất, nhưng trong quá trình đào bới họ đã chạm phải mạch nước ngầm. Nước tràn ra linh láng, nhưng cuối cùng cũng xử lý ổn thỏa. Bên này Caesar cùng Rocket bàn kế hoạch thoát thân cho cả đàn khỉ. Họ chọc tức tên lính canh bằng cách ném xích vào đầu của hắn, khiến gã sừng cổ và bị rơi vào trận địa mà cả bọn đã bày sẵn. Tên này cay cú mở lòng bắt khỉ tra tấn. Bên trong một cục phân to hơn lại được ném tới. Khi chuẩn bị bóp cò thì tay lính bị khỉ hư kéo xuống hố bất tỉnh, và bầy khỉ đã dễ dàng đoạt được chìa khóa từ tay hắn. Nhờ vậy mà loài khỉ lấy được chìa khóa mở cửa. Điều đầu tiên Caesar đến mở cửa cho lòng khỉ con để chúng âm thầm đu dây cáp chuyển đến lòng khỉ lớn, thuận lợi giải cứu cho lũ trẻ chạy được thoát đi đầu tiên. Khi tất cả đã an toàn, Caesar tính quay lại đối mặt với Mark Kerner cho một trận đánh cuối cùng. Trước khi rời đi, anh thú nhận với Rocket rằng mình cũng giống như cô ba, cũng chẳng thể rủ bỏ được hận thù. Khi Caesar tìm đường vào phòng của gã, cũng là lúc quân đội tấn công kịch liệt vào trại tập trung, nã tên lửa liên hồi vào chính đồng loại của mình. Trong lúc hoảng loạn, một anh lính phát hiện ra lũ khỉ đã chạy trốn hết rồi. Cũng may là loài khỉ vừa kịp chạy thoát, quân đội miền Bắc đã tràn đến gần trại tập trung. Máy bay và quân đội bên dưới oanh kích vô cùng ác liệt. Mặc kệ tụi bay bắn giết cái gì ngoài đó, Caesar cuối cùng cũng tìm được tay đại tá, mà hắn lúc này đang ngoắc ngoải như phê cần, nói không nên lời vì chứng cúm khỉ quái ác. Caesar chộp lấy khẩu súng muốn trả thù. Loại virus đã khiến hắn đau đớn chảy máu không ngừng. Mark Kerner tự dí súng vào đầu của hắn, ngụ ý rằng Caesar hãy kết thúc sinh mạng đầy tội lỗi này đi. Tuy nhiên sau một hồi đấu tranh tư tưởng gắt gao, Caesar buông khẩu súng lục xuống, để tay thượng tá từng một thời oai vệ tự tay bắn nổ đầu mình. Lúc này bên ngoài chiến tranh vẫn đang xảy ra ác liệt, con khỉ phản bội lắp súng máy cho thằng lính bắn đồng loại của mình. Đúng là thời nào cũng có những kẻ đê tiện và bỉ ỏi không thể nào tả được. Caesar thấy loài khỉ đang bị tàn sát thảm thương. Vẫn may là bên dưới có thùng nhiên liệu đang rò rỉ. Anh vội vàng vơ lấy một túi lựu đạn, muốn chạy đến cho nổ bình xăng. Mà lúc này đám khỉ bên ngoài vẫn không ngừng phản công bảo vệ đồng loại. Liệu những chiến binh hoa quả sơn có bị kẹp chặt giữa chiến tuyến này đến chết hay không? Red thấy những chú khỉ chết như ngã gạ liền cảm thấy hối hận. Liệu việc của cậu làm lúc này có còn đúng nữa hay không? Bên trong Caesar đã chạy đến rất gần bồn chứa nhiên liệu, định ném khoai lang dừa khô thì bị một mũi tên bắn hạ. Caesar đau đớn nhưng không là gì được. Đúng lúc này một quả phóng lựu bay tới giết tên lính.
thì ra con khỉ phản bội đã quay trở lại giải cứu Caesar. Đương nhiên nó bị ăn một viên kẹo đồng trả giá. Mặc dù Red đã bị bắn chết, nhưng như vậy là quá đủ để Caesar kích nổ bồn chứa, tạo ra một trận rung chấn thổi bay cứ địa của loài người. Hình như là mình nghe tiếng xì xì ở đâu đây thì phải, á đu là quả bom kìa. Caesar vội chạy xuống ngầm trước khi bình xăng cuối cùng nổ tung, và kịp thoát ra ngoài cùng lúc với quân đội Mỹ tràn vào và căn cứ. Những con người ăn mừng khi đế chế độc tài của McKernner đã sụp đổ. Tuy nhiên họ cũng phát hiện ra sự có mặt của thủ lĩnh loài khỉ, và toang định giết hại anh. Nhưng vụ nổ hồi này đã gây ra một vụ lỡ tuyết kinh hoàng. Giờ thằng nào chạy nhanh là thằng đó sống, nhưng tuyết lỡ vẫn nhanh hơn bước chân con người. Thoáng chốc toàn bộ quân đội con người bị tuyết giữ nuốt chửng không còn cái nhịp. Vua khỉ Caesar nhanh chân kịp bám lên một cái cây trước khi tuyết lỡ đến. Trận bão tuyết cuối cùng cũng đi qua, và cả đàn khỉ an vị trên những cành cây cao, sống sót nhờ chính bản năng của chúng. Còn về phần con người, dư chấn từ trận tuyết lỡ đã quét sạch không còn một ai. Tất cả lại tiếp tục lên đường tìm về miền đất hứa, cuối cùng cũng chọn được một nơi tuyệt vời để xây dựng đế chế loài khỉ. Trong khi Caesar và Maugis ngắm những thần dân trong hạnh phúc, thì Maugis phát hiện ra thủ lĩnh của anh bị thương nặng do tên bắn khi nãy. Biết rằng mình không thể qua khỏi, nên Caesar trấn an Maugis lần cuối, đảm bảo con trai nhỏ Cornelius được an toàn, đồng thời khẳng định loài khỉ vẫn sống kiên cường, dù có anh ở bên hay không. Maugis lên tiếng ca ngợi và xoa dịu người đứng đầu. Trước khi Caesar gục ngã trong thanh thản và an yên, trên bầu trời, bão tuyết đã tan, và mặt trời dần hé dạng, báo hiệu cho một kỷ nguyên mới sẽ đến. Tuy nhiên hành trình của Caesar đã chấm dứt, nhưng đó chỉ mới khởi đầu cho thời đại, mà loài khỉ là sinh vật làm chủ của hành tinh xanh. Hành trình của vua khỉ Caesar đến đây cũng đã kết thúc rồi. Sức mạnh của anh không phải đến từ sự dũng mãnh và cơ bắp, mà là trái tim yêu thương gia đình và che chở đồng loại. Caesar đã trải qua những khó khăn khi đối đầu con người để bảo vệ đàn khỉ, rồi trừ khử kẻ phản bội Coba. Đến phần này anh phải tự tay trả thù cho vợ con mình. Nhưng trên hành trình trả thù ấy, Caesar đã không cô đơn mà vẫn có những người bạn tham gia. Họ sẵn sàng hy sinh tính mạng và trung thành với vua khỉ. Sakura tin rằng hành trình của chúng ta cũng giống vua khỉ Caesar vậy, phải trải qua nhiều khó khăn mới gặp được quả ngọt đúng không nào? Nếu quả ngọt chưa đến sớm với bạn, hãy cố gắng lên vì gia đình và người bạn yêu thương nhé. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.